Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Sky Combat True Air Combat VBB là phần tiếp theo của tựa game hành động VBB trực tuyến Sky Combat máy bay chiến đấu nổi tiếng trên nền tảng di động. Tham gia vào tựa game này, bạn sẽ được cùng với những người chơi khác điều khiển những chiếc máy bay phản lực hiện đại của đầu thế kỷ 21 để bước vào các trận không chiến VBB trực tuyến để gây cấn, kịch tính và có nhiệt độ nhanh. Khi đó bước vào mỗi trận đấu thì các game thủ sẽ được chia đều ra làm hai đội chơi, với nhiệm vụ sẽ là điều khiển chiếc chiến cơ của mình cũng như là phối hợp với các đồng đội trong việc chiến đấu hạ gục các thành viên bên đội đối thủ. Đội giành chiến thắng trận đấu sẽ là đội chơi tích lũy được 20 lần hạ đội đối thủ trước, hoặc là có số lần hạ nhiều hơn khi hết thời gian của trận đấu. Kết thúc mỗi trận đấu sẽ giúp bạn tích lũy điểm kinh nghiệm thăng cấp và nhận về tài nguyên. Tài nguyên sẽ được sử dụng trong việc mở khóa những chiếc máy bay phản lực mới, vũ khí mới mạnh hơn cũng như tốt hơn để sử dụng. Bên cạnh đó, tài nguyên còn được sử dụng trong việc nâng cấp cho các phi cơ chiến đấu và vũ khí. Sky Combat True Air Combat VB có gì hấp dẫn người chơi? Đồ họa 3D đẹp mắt và khá chân thực cùng hiệu ứng âm thanh được thể hiện sống động. Lối chơi hành động VB điều khiển chiến cơ để chiến đấu trên bầu trời rộng lớn và tự do. Tính năng hỗ trợ ngắm giống hệt như các chiếc phi cơ chiến đấu hiện đại ngoài đời thực. Mỗi trận đấu được chỉ diễn ra trong khoảng thời gian khá là ngắn, tầm 5 phút để tìm ra đội thắng. Nhiều phi cơ chiến đấu khác nhau cho người chơi mở khóa và sử dụng trong các trận đấu. Quyền ở AFK Mobi, community game tuyệt vời hoàn mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi. Qua tới thế cao, cho nhiều quá đi, vậy còn chờ chi? Chỉ ngay đi.